Công Sơn, Nguyễn Trần Đức Anh FPT, Vũ Nhật Sinh Công Sơn, Đặng Thái Thịnh Du Phú, Nguyễn Trường Nhật FPT Vĩnh Tân, Lê Nguyễn Đức Anh, Hoàng Đình Khoai Nguyên, các đồng viên đều không có mặt về đây. Sân số 5, Cô Trần Nhật Minh, Châu Bảo Long, sân số 5, Nhật Minh, Bảo Long, sân số 5. Sân số 3, Nguyễn Tuấn Hưng, Lý Đức Huy, sân số 3, Tuấn Hưng, Đức Huy. Theo dõi kênh YouTube Thế Anh Sẽ Bóc của mình. Thì hôm nay mình sẽ xin mọi người 1-2 giây để quảng cáo cái sản phẩm này. Thì đó là bóng tập cổ tay toàn diện dành cho những bạn nào mà đang cổ tay bị yếu, đánh cầu yếu, đập yếu và ve yếu. Thì mọi người có thể dùng dụng cụ tập tay này để tập luyện hàng ngày, mỗi lần tập khoảng 5-10 phút và một ngày tập khoảng 5-10 lần nhá. Thì nó sẽ giúp các bạn tăng được cổ tay rất là nhiều. Đây ạ, các bạn tập này ạ. Đó. Đấy, cái này nó công năng rất là mạnh, cho nên là nó sẽ giúp cho cái lực cổ tay của mình rất là tốt nha. Ok, mọi người hàng thì hãy liên hệ qua số điện thoại hoặc Zalo của mình qua số 0965698987 nha. Đó. Ok, cảm ơn các bạn, xin mời các bạn cùng tiếp tục xem video nha. Bye bye.
sanh số 5, còn Trần Nhật Minh, Châu Bảo Long, sanh số 5, Nhật Minh, Bảo Long, sanh số 5. Sanh số 3, Nguyễn Tuấn Hưng, Lý Đức Huy, sanh số 3, Tuấn Hưng, Đức Huy. Ban tổ chức điểm danh Lê Nguyễn Minh Toàn gồm em bé Phú Nhuận. Lê Nguyễn Minh Toàn gồm em bé Phú Nhuận. Thank you.
7, 8.
Tên sân số 1 mời bốn bạn viên Võ Thị Mỹ Linh, Lâm Thanh Tùng của Hoa Như 2, Nguyễn Khánh Đạt, Lê Hoàng Tâm của Hoa Như 1 về trận trọng tài để làm đồng trọng. Đơn nam 14-16 Câu Trọng Hiếu Phạm Trung Thuận sân số 4 Câu Trọng Hiếu Phạm Trung Thuận Đơn quyết định danh Nguyễn Phạm Quang Minh Vũ Nhật Huy Nguyễn Trần Đức Anh Thank you.
Hello mọi người, cảm ơn mọi người đã luôn quan tâm theo dõi kênh YouTube Thế Anh Sẽ Bóc của mình. Thì hôm nay mình sẽ xin mọi người 1-2 giây để quảng cáo cái sản phẩm này. Thì đó là bóng tập cổ tay toàn diện dành cho những bạn nào mà đang cổ tay bị yếu, đánh cầu yếu, đập yếu và ve yếu. Thì mọi người có thể dùng dụng cụ tập tay này để tập luyện hàng ngày, mỗi lần tập khoảng 5-10 phút và một ngày tập khoảng 5-10 lần nhá. Thì nó sẽ giúp các bạn tăng được cổ tay rất truyền nhiều. Đây ạ, các bạn tập như này ạ. Đó. Đấy, cái này nó công năng rất là mạnh cho nên là nó sẽ giúp cho cái lực cổ tay của mình rất là tốt nha. Ok, mọi người đặt hàng thì hãy liên hệ qua số điện thoại hoặc Zalo của mình qua số 0965698987 nha. Đó. Ok, cảm ơn các bạn, xin mời các bạn cùng tiếp tục xem video nha. Bye bye.